Vâng, tổng cuối cùng để dán vào bể cá gồm có bộ mặt kính và đây là một tấm gạch lát nền. Vâng, đây là hệ thống lọc tự chế của mình. Đây được cũng đang được bơm lên và được tràn qua hai hộp bông. Ở bên này là sứ đã nhâm thạch để tạo vi khuẩn có lợi cho bể cá. Vâng, phần nước cũng đang chảy xuống dưới bể. Nhà thông rách cũng rất là êm tai. Đây là bể cá vào ban đêm và cũng được hệ thống lọc nước, lọc là những chú cá bơi lội nhìn cũng rất là thú vị. Mình làm bể cá này không mà có một tấm đáy là một tấm gạch mang và xung quanh bộ mặt kính. À, mình sẽ dùng kéo silicon dán trụ. Đây mình sẽ đi theo những cái đường thẳng này, mẹ này và dán lại. Sau đó dùng mình kẹp giấy cũng bài để kẹp và khóa bốn góc lại cho nó giữ lại và tấm cuối cùng khá đơn giản. Tự làm nên cũng không đẹp bằng quá. Sau khi xong mình sẽ vệ sinh, mình sẽ khóa dùng băng keo dán lại bốn góc cho cố định. Sau đó mình sẽ cắt hai thanh đỡ như thế này để dán ở trên miệng hồ cá để cho nó giữ lại đến khi đổ nước vào nó không bị tổng ra, vì mình làm kính cũng mỏng 5 ly. Bây giờ mình sẽ dán hai thanh đỡ lại. Hồ này dung tích chứa khoảng 80 lít nước. Đó. Đó. Mình sẽ bỏ hai cái này lại để khi đổ nước nó không bị bong ra, vì kính cũng khá mỏng 5 ly. Vâng, sau khi xong mình đổ cá, bỏ cá vào nuôi tầm một ngày thì nước rất là bẩn. Đây là cá cơm miền Trung rồi các bạn, đầy làng thôi nó nhảy ra. Mình chuẩn bị sẽ làm cho nó một cái lọc vô một cái bơm công suất là 25W, 1 giờ bơm được 1.750 lít và bơm cao được 1,3 m. Vâng, và có điện, một số có điện và một tấm alu. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt tay vào chế cho một cái lọc bằng một cái mảng nhựa kia. Mình sẽ đo lọc lòng của cái mảng nhựa. Bây giờ mình sẽ cắt ra. Cắt ra như thế này và sau đó hai tấm mình sẽ vẽ theo tấm thứ nhất và cũng cắt cắt theo theo đường đã vẽ. Vâng, được hai tấm. Bây giờ mình sẽ đo chiều sâu là được khoảng gần 15 cm thì mình sẽ đo, sau đó mình sẽ cắt cắt đôi ra. Cắt đôi như thế này được một cái trang gồm hai tấm. Vâng, bên này tấm này cũng vậy, sẽ làm dấu và cắt đôi ra. Vâng, như vậy đường mình được 4 tấm. Ở dưới cái khay này có một cái gơ như thế này, mình sẽ cắt góc nó đi, mình sẽ đo các góc để cho lọt vào cái gơ nữa, cái gơ đó. Vâng, sau khi cắt được lọt góc rồi, được rồi. Hai tấm dài và hai tấm ngắn. Bây giờ mình sẽ dùng kéo dựng sơ cố định nó lại theo ý muốn của mình. À, mình sẽ chia đều ra và được một hộp này. Tự làm nên là tuy không đẹp bằng máy làm, nhưng phải bỏ tự chế của mình tự làm ra cũng là đỡ một số chi phí mua. Vâng, đây kinh tế cũng khó khăn nên là tự làm. Bây giờ mình sẽ dùng kéo nến dựng lại những cái góc cho nó kiên cố lại, cho nó cứng. Đảm bảo được không bị chạy qua những cái đường khe hở kia. Còn lại thật chắc. Rồi. Bây giờ mình sẽ khoan đầu này một lỗ cho lọt một cái ống có phim 16 ống điện. Đầu này là có 32, đầu chạy ra sẽ to hơn đầu chạy vào. Đây, đây là phim 16, đầu chạy vào, đây là chạy ra. Sử dụng keo nến cũng khóa lại để nước không bị rò rỉ. Ok, sau đó mình sẽ dùng cái bơm này, 35, 1,5, 1,3 này. Sẽ lắp ráp nó vào, cứ như thế này. Trong cái cũng có cái bơm.
suối oxy. Bây giờ mình sẽ gắn cái bơm này hai chức năng, vừa hút vừa thổi oxy. Sẽ gắn oxy vào. Và đây là bơm cộng để bơm lên gắn vào đó. Cái pin này gồm có một cái chặng chặng cá và một cái là suối oxy. Và mình sẽ lắp vào từ như thế này là xong. Cái này khóa vào đầu một oxy. Đầu này là cái giữ cái ống này, giữ cái ống ống mềm này. Mình sẽ gắn vào bộ lọc mới làm xong. Cái ống này vừa lọc cà phê ống phía bên sau nhập vào cũng vừa khít. Sẽ cắt bung lọc, sẽ tăng vào, sẽ cắt chéo góc như thế này vì ở trong cái mảng kia có một cái gơ, sẽ bỏ xuống. Đây tập đầu tiên. Đây qua tập thứ hai, cũng các góc bỏ vào qua tập. Ok, đây là gọng lọc mình, mình sẽ bỏ vào qua hộp thứ hai, các góc. Học cuối cùng mình sẽ đo sự lọc và đãi nhân thạch để tạo vi sinh có lời cho bể cá. Vâng, sau khi làm xong sẽ gắn lên trên bể, lắp bơm vào, bơm vào bể cá, sau đó cắm biển để cho nó tự lọc, xem kết quả sẽ như thế nào. Vâng, tự làm như thế này cũng đỡ một phần chi phí để bỏ tiền ra mua những cái của nhà sản xuất làm sẵn. Bây giờ mình sẽ cắm điện. Vâng, đây bơm cũng đã hoạt động, được đang bơm lên này, hộp thứ nhất này. Còn găng thừa căn bản sẽ được giữ lại ở hông hộp thứ nhất này. Vào gần đây tràn qua hộp thứ hai này, và thêm một lớp bung lọc này, giữ thêm một lần căn bản nữa này. Đó, gần đây lên này, từ nó đây lên thì nó sẽ tràn qua hộp thứ ba, có sự lọc và đã nhóm thật. Vâng, được tràn qua hộp thứ ba này. Đó, nó tràn qua này, dâng lên này, dâng lên này, bắt đầu chạy ra này, dâng lên đây, bắt đầu chạy ra, chạy xuống bể cá. Vâng, ok, mình sẽ để cho nó lọc như vậy. Sau vài tiếng mình sẽ kiểm tra xem nước có trong hơn không. Vâng, bể cá của mình để cho nó tự lọc khoảng tầm 5-6 tiếng. Và bây giờ thì hãy cũng có đỡ hơn, đang thừa rồi, cũng được hút qua cái bơm kia. Và đưa lên hệ thống lọc. Đây, nhìn cũng được căng bám lên đây rồi. Đây là hộp chữ nó đang chạy xuống là bể. Vâng, bây giờ mình sẽ dùng một số cái lụa và đá để trang trí cho nó thêm sinh động hơn. Bây giờ mình sẽ bỏ đá vào, đá lạc cho nó một lớp nền. Đây, đá to này để che cái bơm lại. Vâng, đây một số cây thủy sinh, một cây gì mình quên tên, phải một cây rong. Bỏ bên này, cây như vậy là 20k. Rồi ok. Cả mình cảm thấy nó cũng sinh động hơn và nước cũng đang chảy từ tân lọc ra và nước cũng đã trong hơn rất là nhiều. Thank you.
đây cũng đã dài lắm rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video và hãy đăng ký rung chuông comment ủng hộ với YouTube mình ngày thêm phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Thank you.